Dung xin kính chào ba cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Radio Cuộc Sống Pháp. Dung với ông xã Dung đang chuẩn bị về nhà con trai của ông xã Dung để đón sinh nhật cháu trai đó cô chú anh chị. Đây là bánh sinh nhật ông xã mua cho cháu. Đây là cái loại bánh ba loại sô-cô-la. Cái này bánh dành cho tụi con nít, còn bánh cho người lớn thì ông xã Dung mua thêm 2-3 loại nữa để ai thích ăn gì ăn. Đặc biệt về sinh nhật thì không thể thiếu quà. Đây là chả giò và chả giò tấm giác của chú anh chị. Này mình đem về bên nhà con cũng xã Dung để ăn sinh nhật. Tại vì lần này thì Dung qua bên đó Dung mới chiên nha cô chú anh chị, chứ Dung không có chiên bên này nữa. Chiên bên này đem qua thì nó nguội á, mình phải nướng là nướng thì nó cũng ngon. Nó bánh có đồ sẵn á, mình đem một bánh mình chiên. Dung bỏ cho đôi đũa, bỏ theo đôi đũa cô chú anh chị để qua bánh mình chiên mình gấp chả giò. On prend le couvert. Dạ nè. Dung chuẩn bị salad, nước mắm theo. Các con thì được anh rước về nhà từ hôm bữa trước ngủ và các con ngủ lại bên đó. Bây giờ chỉ có hai vợ chồng mình qua sau này thôi. Mà Dung hôm nay thì Dung sẽ đi sớm một chút để qua thì Dung còn chuẩn bị. Dung đang pha bột để mình làm tôm chiên. Bây giờ Dung đi làm tôm lăn bột. Tại vì mình làm xong rồi qua bên đó mình chiên nha cô chú anh chị. Nhưng không có chiên ở đây tại vì tôm này nó mau chín chứ. Hôm nay là Dung định đem hết đồ qua thôi cô chú anh chị. Cô nhông xã Dung khỏi làm gì hết. Tại vì nhà hàng mình có đồ á, có cá đồ này kia, định làm cá nướng ở ngoài trời. Nhưng mà con nhông xã Dung nói là con lỡ con đặt thịt rồi cho nên là không có hồi được. Nên là mình đem khai vị với tráng miệng. Đây là con tôm lăn bột của Dung. Mà chiên ra là cái bột nó phồng lên nha cô chú anh chị. Hồi xưa là Dung học được của một cái bạn làm cho một cái nhà hàng Nhật á. Cái bạn này bạn chỉ Dung á, bạn chỉ Dung pha bột, rồi bạn chỉ cho Dung nắng con tôm á cô chú anh chị. Chứ mà người Nhật á, nếu mà làm đúng kiểu người Nhật á là người ta làm bài bản công phu lắm kìa. Làm qua mấy lần bột lận á, người ta nhúng rất là đẹp luôn. Mà tại vì mình á, mình xài mình tiết kiệm á cô chú anh chị, tại mình pha tới đâu mình bán tới đó mà nó đỡ heo á, cho nên là mình cho lộn hết tất cả vô luôn, mình nhúng qua một lần bột một thôi à. Tùy cái loại bột sapulu này nữa nha cô chú anh chị. Cái bột mà áo mà lớp tôm này nè, nếu may có loại nó khô mà có loại thì nó xốp. Mà Dung đó thì Dung xài hoài có một loại một hả. Bữa nào mà hết hàng mình kẹp mình mới mua để mà thế chỗ cho thôi. Ở đây cô chú anh chị nhìn cái tôm lăn bột của Dung nè.
Đây là mình trang bị như cô chú anh chị, đây là dầu ăn cải ăn chả giò. Đó, đây là nước nước mắm ăn chả giò Dung mới thắng xong. Tôm rồi. Cái này là chả giò nè. Đó, giờ mình ra. Con trai của ông xã Dung rất là mê cái ăn cái bánh thôm bezien này, cho nên là mình ghé cửa hàng bánh này Dung mua một ổ bánh nữa. Wow, rất là nhiều loại bánh nha cô chú anh chị. Dung rất là thích cái bánh canne này. Cái bánh canale đó đó cô chú anh chị, các con nó thơm mà nó ngon dữ lắm. Tu mets sur sa chaise petit? Bên này á cô chú anh chị ở nhà ai cũng có cổng rào vậy hết nè. À, cổng rào cái mình có một cái camera nhỏ mình tới thì mình c'est ouvert. Dung mai mốt là Dung cũng thay cái cổng rào phía sau nhà Dung như vậy đó cô chú anh chị, cổng rào tự động á. À, về chị cắt tóc anh ơi, ấy con chào mọi cô chú cái. Tê cà đồ bù gặp ghê, kết kì chú phê ma là ăn cốt á. Ê tê chú bà phê cà đồ à gặp ghê. À lê. Dạ là Nintendo. Ui. Ê ui ui lê, le t-shirt blanc. Ui. Il faut mettre celui-là, et bah ça là. C'est trop bon les araignées. Elle a rien de bien, hein? Mon Dieu. Tu le fais bisous, baby. Do hai nhà ở xa nữa rồi ai cũng có công đi làm đó cô chú anh chị, mà lâu lâu mới gặp nhau thôi, nhưng mà mỗi lần cháu gái nó gặp á là nó hay nịnh lắm, mà con bé là nó lớn nhanh quá chừng cô chú anh chị ơi. Mẹ sa sa mère elle la punir. Sa mère elle la punir, y a pas de. À, nhà nuôi hai con mèo mà nó chạy ngoài đường đó cô chú anh chị, xe tông hết một con rồi, còn một con mèo bên này á cho ở ngoài thôi nha cô chú anh chị. Con trai xã Dung muốn cho nó vô nhà, tại vì có con nít đó lông mèo rồi rụng, tại mấy đứa này á là nó có đu đu, con Dung thì ngậm mền, con bé này thì nó búp bê nó tùm lum hết trơn á. Đứa nào nấy phải có cái búp bê, có mền, có gối tùm lum hết. Mà nên Dung không có cho nó, tại vì mèo. À, cái gì đi? Gucci. Cô chú anh chị thấy công chúa nhỏ, cưng chưa? Khói mèo. Comment s'appelle les minettes? Rosas. Rosas. C'est quoi chérie? C'est le fourmi. Attention, elle te mange le doigt. Fais gaffe parce que les fourmis c'est très dangereux. Ils m'ont déjà mangé le bras. Oh, ouais, parti. Dùng khoái cái mái tóc nó gì đâu luôn cô chú anh chị. Hé papa, le cheveu. Ce cheveu c'est trop. Hé papa, tu savais que hôm nay về ăn sinh nhật thì có nhà của ba mẹ con dâu ông xã Dung nữa, là nhà thăm gia đó cô chú anh chị, hai vợ chồng nhà thăm gia có về nữa nhưng mà họ chưa có tới. Ở đây thì tới giờ ăn thì Dung mới đi chiên chả giò là vậy đó cô chú anh chị, chứ cũng chiên trước ở nhà đêm qua, tại mình qua sớm á thì cũng chiên trước ở nhà rồi cũng không có qua, còn nóng nữa cũng không có ngon nữa, nên là mình để tới khi nào mà lên bàn cái mình vừa chiên vừa ăn luôn thì ngon.
À, còn Dung thích cái mái tóc chì đầu luôn cô chú anh chị. Mà mẹ nó thì tóc xoăn, vậy thì thằng anh nó tóc xoăn đó cô chú anh chị. Nhưng mà con bé này thì tóc nó lại thẳng, nhưng mà cái màu tóc rất là đẹp luôn. Mais après toi la poêle partout sur ton t-shirt. Toi et toi t'as des griffes. Vas-y attends. Eh non, c'est pas Louise hein. C'est ta vie hein. Oui. Ouh là 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 là. Ghét gì đâu của chú anh chị. Nhà có con gái mà chú anh chị thấy cưng lắm. Đi đâu mà thấy quần áo đẹp đầm đầu này kia đó. Quần áo này cái này kia dễ thương lắm. Nên là cái Dung khoái Dung mua à. Từ nhỏ đi có một đêm mà cô chú chị mới nhà vắng hoa luôn. Có hai vợ chồng ở nhà thôi à. Gặp bán không đông khách nữa. Rồi cái ở nhà cái quà không nghe tiếng nữa. Nhiều khi đi vô văn phòng cái Dung thấy vắng tâm nè. Hey, tu déjeunais avec le boubou ce matin? Non. Ah non? Comment non? J'ai déjeuné, le lait par terre, je l'ai. Tu déjeunais avec le lait d'Olivia? Non, et j'ai vu le lait du chat, là. Ah, le lait du chat. C'est qui a fait ça sur avec... Hein? Un deuxième. Non, je parle de c'est Gabriel. Les deux, je pense. Mignonne, les gros pois, hein? Non. Tu vas chaud avec le gilet, chérie? Hein, Olivia? Tu vas chaud avec le gilet là, chérie? Non. Non? Oh, c'est papy! Eh oui, c'est papy! Tu dis ça? Oui! Moi, je veux ça! Qu'est-ce que c'est? C'est Ouya! Ah non! C'est pas Olivier ça? C'est Ouya! Ouais, moi, je veux pas changer! Attends, je crois que c'est Ouya! Olivia! Tu dis bonjour! Bên trong nhà con trai ông xã Dung rộng lắm nha cô chú anh chị. Hồi xưa mua cái nhà này là phía ngoài là bằng đá. Cái này ở phía sau còn nguyên một cái căn nhà kho nữa. Mà cái đó chỗ cất được luôn cái nhà nữa đó. Mà cái nhà này thì có ghép, tại phải lên lầu. Ngoài lên lầu thì có tới 3 phòng ngủ, phòng tắm rồi hết. Ở dưới này thì phòng ăn, rồi phòng ăn ở ngoài và hai phòng tắm. Nói chung là cái nhà rất là rộng, nhưng có gì đất vườn rồi này kia nữa. Mà ngày xưa mua cực kỳ rẻ luôn. Voilà. Bonjour, tu joues joues là. Tu rentres maintenant, chérie. Ôi 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 ôi. Ba tuổi rồi đó cô chú anh chị. Nay nó lớn sợ luôn á, mà nay nó nói dữ lắm. Những cái giây phút mà sum họp với sinh hoạt như vậy cũng xả Dung với các cháu, Dung quay lưu lại làm kỷ niệm. Ở nhà con dông xả Dung cầm trồng cái chanh đó với anh chị, mà nó nói là bữa hôm mùa đông để quên ở ngoài cái nó bị đông lạnh mà trái thì sợ luôn á. Ở đây anh lắp hồ bơi cho tụi nhỏ nó về chơi. Vườn thì trồng đậu que. Mà nó nói trồng đậu que không có thời gian hái bỏ già hết trơn. Trồng cà chua nữa nè cô chú anh chị. Mảnh vườn nhỏ nhỏ vậy đó. Trồng rau cho cháu ăn. Cà tím rồi kia. Wow, con trai xã Dung quá trời rau dừa luôn nè cô chú anh chị. Quá chừng luôn. Một đếm rau dừa luôn á. Ôi mận nè cô chú anh chị, cái này mận nó còn bự dữ nữa nè. Ôi trái nào trái này quá trời trái luôn. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.
cây sung nè. Cây sung trái xà đất luôn đó cô chú anh chị. Nhưng mà con ông xã Dung nói nó không có ăn à, tại vì không có chăm sóc, không có xịt thuốc, không có gì hết trơn. Là nó sợ có sâu á, nên là không có ăn. Hết phương luôn, cái này mận nó còn xanh nha cô chú anh chị ơi.